Hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đến người nha. Xem anh em game hiện tại chiến mình nghe từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn code hút quà dự đoán tướng mới anh em nha. Đấy, nói chung thì nói dự đoán là tôi nói rồi, BG là BG anh em, chả phải nói nhiều. Nói chung thì trước khi vào video thì đầu video thì anh em cho tôi xin một like cũng như đăng ký kênh để cho lầu phát triển hơn, cảm ơn người rất nhiều. Ok, nói chung thì trước khi vào dự đoán video thì thật sự câu hỏi mà thật sự lúc này tôi nghĩ là chắc cá nhân tôi cũng như rất nhiều anh em đang trông chờ đó là tuần này có ra tướng mới hay không. Tóm mấy quần lại là tuần này có ra tướng mới hay không, đúng anh em? Đúng thì xin một like là các bạn. Ok, giờ không mất thời gian anh em nhiều, chúng ta sẽ cùng nhau đi dự đoán tướng mới nào anh em. Đây, nó hồi vừa tổ vừa xem luôn các bạn nha. Tầm này chắc anh em tham gia gần hết rồi, nhưng thôi tôi vẫn lên clip đều cho anh em xem để vẫn cập nhật đầy đủ. Đây anh em, dự đoán liền tay. Đây, dự đoán tướng mới, trổ tài Haki nhận quà liền tay anh em. Cái khẩu súng này là khẩu súng ám sát Big Mom của BG đấy anh em. Đây, chúng ta cùng nhau điểm qua sự kiện xem này chúng ta có những gì nha. Ok, dự đoán tướng mới nhận quà liền tay anh em. Đến hẹn lại lên cùng trổ tài dự đoán tướng mới nào các thuyền trưởng, cùng xem Haki của các thuyền trưởng đạt đến cảnh giới nào rồi nhé. Dựa vào những gợi ý trên YouTube, gợi ý từ ảnh của các trong ảnh trong nhóm, hôm nay các thuyền trưởng có thể dự đoán riêng cho riêng mình và cùng nhận quà từ Lamy anh em nha. Thời gian sự kiện là từ hôm 22 tháng 3 cho đến 18 giờ ngày 24 tháng 3 anh em, 2 ngày. Cách thức tham gia là like, nó share bài viết ở trạng thái công khai anh em, tham gia sự kiện điền vào form anh em. Chờ kết quả rồi nhận quà anh em nhé. Ok anh em, phần quà của dành cho các thuyền trưởng dự đoán chính xác các vị tướng lấn vai trò trong game của vị tướng này. Một dương lính chìm may mắn tướng mới, 50 thùng bia, 500 kim cương, 2 dương belly, 2 dương đá IP 72 giờ. Cơ hội không thể bỏ qua cho các thuyền trưởng nhận được phần quà này dựa vào các dữ liệu. Ok ok, lưu ý dự đoán chính xác vai trò tướng là cả vai trò của vị tướng này và nhận toàn bộ phần quà. Nghĩa là dự đoán đúng tên vị tướng đến vai trò anh em, cái này mới khó này. Trong game mới nhận được quà, còn nếu đúng một trong hai cũng không nhận được quà đâu nhé. Nếu cần có kết quả chính xác rồi ok. Thằng đét, đi nào. Ok, mở bằng trình duyệt anh em. UD nhân vật. Vi Smok Jonri. Ô kìa, nhà phát hành Chôn à. Lau Walo phiên bản Walo à Smoker, nhưng mà thôi nói chung thì tôi thì vẫn một niềm tin vào BG anh em. Cap on nè BG anh em. Gan test à. Theo anh em nghĩ thì BG là gì? Rất nhiều anh em nói là xạ thủ. Một xạ thủ, nhưng theo cá nhân tôi nghĩ thì chắc là khả năng thì một xạ đấu sĩ anh em, đấu sĩ hoặc là hỗ trợ. Tôi vote đấu sĩ anh em cho chắc. Tôi lấy UD của tôi đây anh em. Ok anh em, 1611568 UD của tôi đấy nhá, anh em thích thì các bạn ạ. Nói chung thì BG là chuẩn rồi anh em. Ở đâu dự đoán vị tướng sẽ mang vai trò nào thì cá nhân tôi nghĩ BG sẽ đấu sĩ anh em, nhưng mà chưa biết được Lamy. Nhưng riêng kiếm sĩ với cả chỉ huy thì mà chỉ huy nhờ, đúng rồi, BG cũng có khả năng là chỉ huy cao anh em. Nói chung thì càng nghĩ nhiều thì càng đau đầu chứ chẳng làm được gì, nhưng mà đúng BG thì có khả năng là chỉ huy cao anh em, vì dù sao cũng là tướng ấy mà. Nhưng mà nói chung nhà phát hành cho thì hơi khó đoán anh em, lấy chỉ huy đi. BG tôi lấy nghĩa là chỉ huy đi anh em, tôi sẽ lấy chỉ huy nhá. Ok các bạn, lấy chỉ huy cho chắc anh em đó. Còn anh em vote gì, comment qua nào các bạn, anh em nào vote những gì rồi hãy comment tôi biết anh em. Rồi ok các bạn, đây bây giờ là ngồi đợi quà thôi, xem nào. Ủa hết rồi à? Ok hết rồi à? Ồ hết rồi, để đi xem qua phần comment xem anh em dự đoán gì nào. Có gì vậy anh em? Ủa không bao giờ vote à? Tướng mới BG xạ thủ ngành sinh khí, sinh khí thì chắc rồi, sinh khí vì có hình ảnh rồi mà anh em. Chỉ sợ Nam Minh quay xe không quay đâu anh em yên tâm.
BG xạ thủ sinh khí, xạ thủ à? Tôi nghĩ chỉ huy. Thật sự cá nhân tôi nghĩ chỉ huy anh em. Ui, nhiều mốt xạ thủ đấy. Do thấy tên nữa, không thể nào là hỗ trợ hay chỉ huy được. Nhưng đồ đúng hay sai thì đây cũng là chỉ huy mà. Ui, nhiều anh em mốt đấy nhỉ, xạ thủ nhờ. Tôi thì vẫn tin tưởng là chỉ huy anh em. Không biết cái này không anh em nhờ. Chính là nó đấy anh em. Uầy, đa số toàn vote xạ thủ ra. Auto deal ý kiến cá nhân các bạn, nên đi vote cá nhân trước. May mình không xem mình lại bị theo anh em lại theo xạ thủ. Ôi được, ai được thì ấy thôi, đó tùy anh em dự đoán. Đó, nói chung thì vẫn một câu hỏi thôi, anh em có công nhận không? Nói chung thì câu hỏi chính hiện tại không phải là tướng mới là ai như thế nào, tuần này có ra tướng mới không, nhưng mà nếu mà cá nhân tôi nghĩ thì nếu mà đã có dự đoán tướng mới đấy, thì chắc tuần này ra BG đấy anh em. Tuần này Nami chắc đổi hứng rồi nên là ra tướng mới luôn các bạn, phải một tháng đâu. May quá mà chờ một tháng các bạn, mừng thật sự. Rồi ok các bạn, quay trở lại video ngày nay tiếp tục series con nạc S62 anh em nhé. Con nạc top 1 là top S62 thôi, check qua đấu trường phát anh em. Vẫn đang top 1 anh em nhé. Ui 3.000 điểm rồi, đứng top 1 khỏe nhỉ, 3.000 điểm rồi. Còn mấy ngày nữa, còn hơn 1 ngày nữa là bắt đầu đi vào thi đấu anh em. Đào bánh đánh rồi này. Tổng bộ chưa làm. Úi trời ngon anh em, khóa lại ngay ạ. Quả lại ngay và luôn anh em, chờ đợi điều gì nữa ạ. Ô kìa, đen thế. Ra nào, ô đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục. Hay quá. Thôi đi luôn anh em, rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dàn trận đánh boss anh em nhé. Đây đây boss này anh em, hôm nay boss này của chúng ta là Sabo. Cái tem đánh boss ở này hiện tại tôi đang yêu thích nhất đó là hai Sanji, một Kata, hai Kulu với cả một Oden. Bữa đánh mấy lần cứ bỏ qua, nhiều anh em ý kiến hôm nay tôi sẽ để đánh thử 15 lượt xem sao anh em. Tôi chưa xem đánh bao giờ, nhớ anh em bảo là uầy anh suốt ngày cứ bỏ qua review đi, review lại chán thế quay đánh nhau mấy. Ừ thì bữa nay tôi sẽ quay đánh nhau nhiều anh em. Hôm nay sẽ quay đánh boss từ đầu đến cuối, bởi vì tôi thấy đánh cái này thì nó cứ lặp đi lặp lại thôi anh em, nên nó cũng không có gì hay lắm nên là tôi mới hay bỏ qua. Nhiều anh em lại thích xem. Ok, này thì chúng ta sẽ ngồi xem. Tôi cũng chưa xem bao giờ. Để xem đến cuối xem nó có cháu nào bị hẹo hay gì không. Cũng thử xem lần để xem tem độ chúng ta như thế nào nhá. Úi rồi. Oden tuốt kiếm. Tôi đang tính có khi lần thêm cháu Oden nữa anh em. Thật. Mới đủ form không? Nhưng nếu đủ form thì úp thêm Oden nữa anh em, hợp lý á. Tầm này úp thêm Oden nữa là vẫn rất là ngon anh em. Hai Oden là đi tuyệt vời luôn. Hai Oden kết hợp lù đồ thứ là quá ngon luôn. Vì hàng này dư ra bố già các bạn, hàng này nó khả năng dư ra bố già, nên là có thể khả năng bỏ bố già úp thêm một OD nữa là vẫn hợp lý anh em. Đánh mới để ý này, Sanji 3 đợt thấy máu đã hẹo rồi anh em. Cái máu của Sanji hơi hẹo nhờ. Mới đợt thứ 3 một máu Sanji nhà tôi chứ gì đã mất một tắc rồi. OD anh em, tuốt kiếm nhìn sát thương, úi rồi đồ nữa anh em, phê khỏi nói. Đây là nguyên tem sốc nổi boss anh em. Boss này gọi là làm sao mà chịu cho nổi anh em, đỡ làm sao mà được. Đấy, chịu làm sao nổi nhiệt anh em. Đỡ hộ cái các bạn. Hay quá, đấm nào. Tuyệt vời. Ủa hôm nay thứ 5 à, từ từ anh em xem nào. Hôm nay là thứ tư anh em, dự đoán từ mới. Đúng rồi, thứ năm nó là 22. Tối thứ năm anh em, tối thứ năm là có kết quả mới thì chắc là thứ năm là ra mắt từ mới luôn, chuẩn rồi. Hôm nay mới ra dự đoán thì chắc thứ năm thì đúng tối thứ năm thì chắc là công bố từ mới thì ra event từ mới luôn là vừa. Đó, nói chung thì cũng mong sao là tuần mới này thì Nami ra từ mới luôn đi anh em, chứ đỡ mà công đợi dài cổ ra này. Hôm nay dự đoán rồi lại tít đến tuần sau nữa mới có từ mới thì thôi, tất nhiên là cũng chả chống đối được gì, nhưng mà nói chung là cảm thấy nó hơi mùi nọng thôi anh em, không nhận không, đợi mãi tướng mới ra không ra kéo dài thế này cũng nghe mùi lòng. Mà nó đúng thì chỉ chắc là phải tuần nữa anh em, bởi vì 3 tuần một tướng mới mà tính từ tuần ấy trở đi này phải là đúng 1 tháng một tướng anh em. Nếu mà được thì tuần này ra thì ngon, tuyệt vời, không có gì phải tránh cái các bạn. Ok.
Giờ làm gì hóa ra là OD nó chặn nộ anh em thằng nào. Đúng, đến giờ thứ 8 là thấy hai anh ba nhà mình đang nghe chừng hơi đuối các bạn. Đánh mới để ý này mới thấy này. Tí thử thế Kata lên trước xem thế nào. Ừ, đánh giờ mới để ý anh em. Đúng bình thường chả bao giờ nghĩ đâu, tôi nghĩ là tem tôi đi là đòn cuối lên anh em. Giờ đánh mới thấy này. Vẫn được thứ 9 thôi. Mà đây thấy hai anh ba, quả này Sabo nó đẩy phát nữa thì chắc là cũng hơi hơi hẹo đấy. Biết mà Odin cũng đang bị nhiễm sát thương rồi anh em kìa. Toàn đấy nhờ. Yo, đúng là đúng bình thường không đánh thì đúng mình không để ý anh em, hôm nay ngồi xem mới thấy đúng. Ừ, cứ tự tin đem đội anh em. Chắc tí bỏ một Nami bỏ một đánh ba ra cho Nami vào anh em. Thì là chắc ok hơn. Cũng hợp lý. Vì hai anh ba thì có một anh ba hơi yếu bạn, hai anh ba tôi thì có một anh ba đam chính, một anh ba đam hơi yếu bạn nhá. Ok nào, tới nào. Ok, quánh nào, nửa thứ 12. Ok, nào để sắp lại đi anh em, trận này tạm thời đây thôi anh em. Đấy, Kulu 6 tỏi, Odin là 3 tỏi, hai anh ba được có 800 à. Được có 800 các bạn, hai anh ba được có 800, 900. Bỏ Kata đi anh em, bỏ Kata ra hơn này. Bỏ Kata ra hơn các bạn nhá. Bây giờ này, bỏ Kata ra này. Nami. Rồi ok, hai Nami theo luôn anh em. Nhưng mà tiếp theo. Rồi anh ba rồi. Rồi hai anh ba ra trận luôn các bạn, hai anh ba ra trận Nami lên đây hợp lý để nhảy coi anh em, tất tin nhảy có khi đam hơn đấy. Tem này giờ thì xem đến là thứ 4 nữa là biết là hẹo hay không là biết rồi anh em. Đó, Kulu vẫn đấm nhiệt tình anh em đấy, vẫn nhiệt tình đấm các bạn. Theo hai Nami hồi máu có vẻ ngon hơn. Vì dù sao Kata không gây được nhiều đam ấy, bỏ đi anh em. Đó. Đấy. Đúng bài các bạn. Ồ, đúng bài luôn. Tuyệt vời anh em, được của nó. Rồi, đến lượt thứ 3 máu hát con nhé thì khỏe chán các bạn. Đi rồi đến cuối lượt, khỏe. Đây, mọi thứ vẫn vậy anh em. Nhưng mà anh ba đam hơn nhá, anh ba giờ đam gấp đôi luôn. Bằng mấy hai cháu kia đi theo, đấy lùn hơn anh em. Chú, ngon rồi. Xem nào, 70% à. Thế tôi bồi thêm phát nữa cho nó đủ phần trăm luôn cho anh em đỡ mất công đánh. Ok, chiến nào. Lát rồi các bạn, bị lát rồi. Nhìn này bị lát rồi anh em, nó đánh rồi đấy. Nó đánh luôn rồi anh em. Đó. Thế là ăn luôn hai lượt rồi. 110%. Hết lượt ngày hôm nay. Ok, nói chung thì thôi, anh em video hôm nay thì cũng kết thúc thôi. Anh em nhanh tay vào dự đoán tướng mới để mà nhận code anh em nhá. Và các bạn thấy sao về cái event của các bạn, nghĩ sao về tướng mới, tôi biết là comment. Còn đâu giờ thì bye bye.